Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì ngay bây giờ mình sẽ đi đăng ký BeBuy cho các anh em xem về BeBuy như thế nào và chi phí đăng ký như thế nào và thủ tục và giấy tờ đăng ký ra làm sao. Ok, đi thôi. Thì trước khi đi đăng ký vẫn là các loại giấy tờ này các anh em cần chuẩn bị: giấy tờ xe, bảo hiểm xe, chứng minh bằng lái. Và quan trọng nhất là phải có lý lịch tư pháp nha. Mình tới ngã tư Mai Chí Thọ với lại Trần Não rồi nè anh em. Nếu anh em đi từ hầm qua thì là tới đó, bên đó đó anh em sẽ rẽ phải. Mình đi từ hướng này qua nên mình sẽ đi thẳng. Nếu anh em đi từ hầm Thủ Thiêm qua thì tới ngã tư Mai Chí Thọ Trần Não mấy anh em rẽ phải. Đi từ đây rẽ phải ở đây, đi tới cái ngã tư thứ hai. Ngã tư thứ nhất nè. Ngã tư thứ hai. À đây nè anh em, đông lắm luôn. Ở trung tâm tiếp đối tác B2. Ủa gửi xe ở đâu ta? Ủa có chỗ nào gửi xe không anh, hay là đậu đại đây luôn? Trong đây là gồm có 2 bánh với 4 bánh luôn hả? Ký được nó lên ào ạt, nó đâu giải quyết hết được. Gửi thường lên, nó gửi tin nhắn về, nó hẹn từng tốt từng tốt vậy đó. Giấc này còn đăng ký được không? Hay là ai được nhận tin nhắn thôi? Hả? Nếu như nghỉ trưa rồi, nhất là nghỉ trưa ngoài. Nghĩ đâu là đăng ký được đâu. Đều đi vào đây không? Không đăng ký trực tiếp được không? À, là phải làm ở nhà trước, nhận được tin nhắn thì mới lên đây. Ủa có đang còn đăng ký được không anh? Hả? Còn đăng ký được không? Còn, vô cho nó vô thử nó có bị chưa không? Vô thử đi. Bây giờ 1 giờ mà. Có tin nhắn chưa? Không có, không cần nữa, nó không cần nữa, bây giờ nó hết cần rồi. Em chưa có tin nhắn. Vô đi. À, vô cái giấc này vô ha. Vô cái cửa hàng đó luôn á. Dạ. Làm chi phí làm sao ha? Gì? Anh đăng ký xong chưa? Đăng ký xong rồi, vô thì nó cũng đã khá học nhá. Thôi mà tài xế là tổng chi phí là nhiêu? Nó đâu có ấy đâu, nhưng mà nó cho mình hay lắm. Nó đang kiểu như là nếu mà em lấy đồ á thì là bao nhiêu tiền đó, rồi nó giảm xuống còn bao nhiêu tiền? 440 hả? 420 hả? Rồi mấy đồ đó. Nó cho mình góp mỗi tuần luôn, nhưng mà đồ nó ngon lắm. Đồ nó là nó có gì? Cái gì? Sao mi lót gì? Sao mi lót đấy? Nó nó ra. Sữa. Sữa vô đi ký kìa, kìa mấy ông đó đăng ký kìa. Ủa anh chưa lấy đồ sao? Không, anh bên pha không có đồ. Có áo thun nhưng mà tụi em không lấy. À mấy anh lấy bên chạy, mấy anh chạy 4 chỗ hả? Dạ. Nè áo này hả? Kêu Cao Huy Thanh đưa. Dạ cảm ơn mấy anh nha. Mua bịch đồ này hết nhiêu chú? 440 mà người ta cho mình trả góp hả? Cộng nợ. Cộng nợ. Ừ. À mình phải đóng trước. Có tiền mặt thì cứ trả tiền mặt. Dạ đóng trước bao nhiêu? Đóng trước bao nhiêu? Không có đóng cái gì hết. Khỏi đóng trước luôn. Nó sẽ trừ vô trong cái tiền chia 4 tiền lãi nó chạy. Dạ. Ừ. Dạ, có chỗ nào gửi xe không anh? Đây đây, chở đi qua bển đi chỉ cho. Dạ. Chở qua bển chỉ cho. Đi. Là tất cả nếu mà mình không đưa tiền là người ta ghi nợ lại cho mình. Đúng rồi. Dạ. Đi anh, lên em.
Dạ. Chứ chưa có chạy được mà. À, app chưa. Nó chạy được chưa? Sao? App thì chạy được rồi nhưng mà chưa biết cái thu nhập nó làm sao. Dạ. Mình bỏ tiền mặt trước mình cũng dở. Dạ, cảm ơn anh nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi gửi xe. Đi qua bển gửi xe rồi tôi lấy xe tôi chở qua đây lại. Dạ. Dạ. Mua cái camera hành trình nó bao nhiêu rồi? Dạ 1 triệu anh. Nhà nó đâu lận? Bên trái đúng không? Hiện tại anh có chạy cho ai không? Cho công việc hay là Grab không? Hiện tại Uber nghỉ rồi. Mai Linh nhà có to. Chắc gặp có rác mà không qua. Đó, qua đây à? Chung cha sai vậy. Đây là nó giữ chung cư hết thôi. Hồi nãy anh đi bộ qua hả? Cái này người ta làm việc lại chưa? Cái này người ta làm việc lại chưa? Chưa, đang nghỉ trưa lên nữa. Cũng có mấy anh nhận đồ. Chở qua luôn sẽ lại. Dạ. Chúng ta sẽ gửi xe ở đây nè anh em. Trong cái bọc này là có hai cái nón, hai cái áo ha, với áo mưa rồi đúng không? Không có áo mưa. Không có áo mưa. Không có áo mưa. Dạ. Hai áo thun, một áo khoác với hai nón cao bằng tư. Dạ. Sáu miếng nón. Dạ. Dạ. Em ra trước em đứng chờ anh nha. Bạn gửi xe ở đây là nữ không à? Nữ canh khác không? Đúng không? Là nữ á. Mà đẹp lắm nha, không phải dạng vừa đâu. Ok, đi rồi. Nãy anh vô tổng cộng thời gian hết nhiêu anh? Vô tập huấn là từ 5 đến 70 phút. Tập huấn 5 đến 70 phút. Ừ, còn cái kia thì khoảng 30 phút nữa. Kiểm tra khoảng 30 phút ha. Dạ. Còn từ lúc vô cho tới lúc kiểm tra bài á là 30 phút. Qua tập huấn khoảng 5 đến 70 phút. Dạ. Dạ. Nhân viên Bi đông không? Nhân viên của Bi đông không? Đông.
kia mà. Đi thẳng lên kia kìa. Bởi vì sao ta và nó thích sống ở bên này nó lại vậy. À. Nó hình thành xong hết rồi, nó yên tĩnh. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Giờ nó đang xây dựng để hoàn thiện. Cảm ơn anh nha. Mấy anh cũng đi đăng ký hả? Đăng ký vậy? Đúng rồi, em cũng đi đăng ký. Ở đâu quá? Em ở Thủ Đức quá. Nghĩ làm gì vậy? Rồi, mấy em thấy mai rồi. Ủa? Mai mới làm gì? Đi chung với đăng ký xe luôn việc đi hả? Dạ. Không. Em mới qua là nó hẹn lại ngày mai hả anh? Đi á, mai giờ nghỉ làm gì rồi? Không, em gửi xe bên kia, hồi nãy em chở ảnh qua gửi xe. Mai, mai là mấy giờ hả? Cảm giờ sáng là cái trường. Ủa sao cứ lấy vàng vàng không? Nó có như thế này. Vậy vàng vàng đó, 200 ngàn đó. Để tôi chỉ tôi pháp á. Thấy vô hả? Giữ đi quá đó, 20k đó. Không có gì là cửa hết. Nghỉ làm việc rồi. Ngày mai à? Hẹn lại ngày mai. Ừ? Nghỉ làm việc rồi, hẹn lại ngày mai. Ngày mai anh lên trực tí luôn. Ngày mai anh lên trực tí rồi. Rồi, ngày mới nè. Không công thì trước. Nghỉ làm việc rồi mấy bạn ơi. Hẹn lại ngày mai 8 giờ sáng. Thôi có gì hẹn anh em 8 giờ ngày mai mình sẽ 8 giờ ngày mai mình sẽ quay lại quá trình mình ra đi đăng ký cho anh em xem. Ok, chúc các anh em một ngày vui vẻ và nhiều khách nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.